90% nam giới chưa biết điều này. Nâng tạ hạ bộ, một bí kíp truyền thọ của Đạt Ma Sư Tổ thực hư thế nào? Buộc vào bụng, nâng để làm gì? Có đứt không? Đây là câu hỏi của đại đa số chưa biết về môn nội công này. Nhiều người không biết rõ, khi nhìn vào việc nam nhân nâng tạ bằng hạ bộ, tưởng đây là những người tham dục, nhưng không biết rằng, để nâng tạ nhiều cân bằng hạ bộ thì phải là một kỷ luật thép về chuyện phòng the. Không tham phòng the, sống đời thư thái, tập luyện nâng tạ bằng hạ bộ để hóa giải năng lượng tính dục, để đạt đến kiểm soát năng lượng tính dục, điều khiển được năng lượng tính dục để cuối cùng không tham đắm dục vọng và xử lý được nguồn năng lượng tính dục này, đem nguồn năng lượng tính dục biến đổi thành nguồn năng lượng thiện lành, giúp ích cho nhân sinh. Nguyên tắc số 1, quý tinh như quý ngọc, tinh mắt thì tai điếc, tinh mắt thì gối rung, tinh mắt thì mắt mờ, tinh mắt thì trí tuệ giảm, tinh mắt thì năng lượng nội công mất. Một tháng chỉ mất tinh khí vài lần, nếu nam giới tu luyện để bỏ được tính tham dục thì sức khỏe mới nhanh hồi phục, cơ gân xương mới đủ chất để tự chữa lành. Để cỗ xe tăng được hoành tráng như xưa, ngoài nâng tạ bằng cả chùm hạ bộ, nam giới còn luyện cả cây riêng và quả riêng để phát triển mạnh mẽ nội công của hạ bộ. Câu hỏi tại sao phải nâng tạ bằng hạ bộ? Testosterone của nam giới suy giảm trầm trọng theo phần trăm từ 40 tuổi trở lên. Cộng thêm tác hại của Covid thì testosterone của nam giới suy giảm nghiêm trọng thêm nữa, kể cả nam giới mới chỉ khoảng 35 tuổi trở lên. Đây là một báo hiệu nóng cho sức khỏe sinh dục và sức khỏe tổng thể của nam giới. Testosterone nam giới được sản sinh 95% từ tinh hoàn và 4% từ tuyến thượng thận. Vì lẽ đó, một tập luyện nâng tạ bằng hạ bộ giúp tinh hoàn phải chịu lực lớn nên phát huy công năng vượt bậc để sản xuất ra testosterone mạnh mẽ hơn bình thường. Vì lẽ đó mà testosterone nam giới được phục hồi cơ bản từ bên trong. Từ sự tập luyện tinh hoàn kết hợp với vận khí nội công đến tinh hoàn mà sức khỏe nam giới phục hồi an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Sau 2 tháng, kết quả thể lực nam giới tăng gấp đôi, chuyện phòng the cũng tăng gấp đôi, gấp 3 về thời gian và chất lượng so với lúc chưa tập. Đó là điều kỳ diệu về việc hỗ trợ chữa lành và làm mạnh thận khí cho nam nhân từ tha lực gia trì âm thanh tạng truyền từ võ sư khí công sư Huỳnh Anh Hải. Tất cả anh em U30, 40, 50 không thể bỏ qua môn nội công đặc dị quý báu này. Hãy quyết định học khí công nội công tại hệ thống khí công thần lực ngay hôm nay!